Chào cô chú và anh chị, hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Aria 50 nha mọi người. Ngang mét Ryuchi Matsuo KM50 nha mọi người. Đèn thì ngoại còn khá là đẹp. Đó, mặt top solid screw nha mọi người. Đó, rất là đẹp, rất là sáng và đẹp luôn nha mọi người. Đó, lưng hông rosewood nha mọi người. Đó, nó hơi bạc nhẹ nha mọi người. Mọi người có thể để ý. Đó, nó hơi bạc nhẹ mọi người. Đó, với cả nó bị chảy xíu chỗ này thôi nha mọi người. Đó, mọi người có thể để ý. Đó, nó bị chảy xíu chỗ này thôi nha mọi người. Cái này được trang trí một chỉ cần rất là đẹp. Đó, cái này thì cần thẳng tắp luôn, ngựa còn rất là cao. Sử dụng lâu dài rất là ok. Bộ khóa này vặn rất là êm tay nha mọi người. Đó, Aria E50 nha mọi người. Đó, cho mọi người xem qua. Đèn rất là đẹp. Cái này em bán giá 6 triệu. Em tặng bao da nha mọi người, hoặc là hộp mỏng để ship xe nha. Em bảo hành 2 năm, em giao hàng trên toàn quốc nha mọi người. Đó. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.